bạn nha. Hôm nay thì mình tiếp tục giới thiệu đến các bạn thêm một con mà 6040 mà có giá nữa đây. Cái con này là 270 triệu, 270 triệu nha các bạn. Tính cái con này thì là sẽ có luôn cái dàn sới này, dàn sới này tới tầm khoảng có 2m mấy 2m4 hay gì đó, mình cũng chưa có rõ nữa. Thì nó chọn lõn như vậy đó, không có ba lồng nha. Còn khá là em nha các bạn, con này còn cũng còn khá là mới luôn. Cho các bạn nghe cái tiếng cái máy nó chạy này. Cái con này là do vậy nè, thì nó dính bụi dữ lắm, và do là chủ máy khá là kỹ, và trước khi ra đồng là phun nhớt vô trong mấy cái này nè các bạn, để mà khi mà làm xong đồng án ra là cái mình rửa nước lại nó rất là đẹp, nó mau ra đất nữa, mà nó không máy nó không bị tan bị sét nữa. Đây là một cái kỹ thuật đó nha. Thì cái con này là giá là 270 triệu, là có luôn cái dàn sới nè. Cái con này chạy khoảng có trên 1000 giờ đó các bạn, để mình lên mình cho các bạn theo dõi xem cái giờ trên này này. Cũng còn khá là mới, nhưng mà giá thì cũng là ok. Cái này nó dính đem bị lùi hết rồi. Giá này thì mình chỉ quay như vậy thôi, thì các bạn xem nó thì tự xem nha. Chứ mà mình ha, cái đem bị lùi không biết giờ chào thấy cái gì á. Và tháo ra này, dở đầu lên nè, bên trong có cứng có 1000 giờ thì cũng khỏi phải chê đó các bạn, khá là đẹp. Cho xem hai bên đi ha, đây bên này đây. Cho bạn xem từng bóc bên trong này.
cầu thì cứ liên hệ nha, mình sẽ trao đổi sau. Thì giá nó như vậy đó, 270 triệu mà nó là nó có được cái dàn sới sới 2m mấy 2m4 hay vậy, khá là lớn. Cái con này cũng có cửa đầu luôn. Cái này là dính mà cho thôi các bạn, chắc là thấy còn mới nè, dính nè, bị do chủ nhà xịt vào cái nhớt đó, nó bảo vệ đừng cho bị tan xét. Chạy xong vụ lên rửa ra là xe con à. Tiến hành ra mà chạy thử cho các bạn xem nha. Đó, nguyên con vậy là 270 triệu đó. Ai thích thì alo. Cho thử nhiều cho các bạn biết được rồi ha.